Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Ông bà và anh chị em rất thân mến. Bài tin mừng hôm nay tiếp nối với bài tin mừng hôm qua. Thánh sự do an trình bày về bánh hằng sống thật sự. Bởi lẽ người Do Thái tìm kiếm và theo Chúa vì họ tìm được nơi Ngài bánh ăn. Họ đã lầm tưởng với tâm thức rằng cha ông họ đã được ăn mana trong sa mạc như mô nên họ lại lầm tưởng là Chúa Giêsu cũng như mô khi xưa là ban bấn cho họ ăn mà không cần phải ra công làm việc. Thế nhưng Chúa mời gọi họ nhìn nhận lại vấn đề. Chúa không đến để cho họ bấn nuôi thân xác mà chính họ phải ra công làm việc. Ngài khẳng định khi xưa bánh mana là do Thiên Chúa ban tặng, còn khi nay bánh ngài ban tặng chính là sự sống đời đời. Với khẳng định chính ta là bánh ban sự sống, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Chúa Giêsu đã giải thích về thứ bánh mà dân chúng tìm kiếm là chính ngài. Bởi vì khi xưa chính Chúa Cha mới là đứng ban mana là bánh bợi trời chứ không phải là mô Đó là thứ bánh Thiên Chúa đã nuôi dân Ngài trong hành trình sa mạc. Và hôm nay, Thiên Chúa lại ban tặng một thứ bánh cao quý hơn nữa, chính là người con một của Ngài, một tấm bánh ban lại sự sống đời đời. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, lắng nghe lời Chúa hôm nay chúng ta được khai sáng hơn ý Chúa muốn nói ngày hôm qua lại tin vào Đấng Thiên Chúa đã sai đến. Đứng đó chính là Chúa Giêsu Kitô là bấn ban sự sống. Người sẽ giúp những ai đến với người không còn phải đói, không còn phải khát nữa. Biết được như thế nhưng mọi người chúng ta đôi khi vẫn còn đói, vẫn còn khát có lẽ thân xác chúng ta vẫn còn dừng lại ở miếng ăn, thức uống mau hương nát. Chứ hiểu chúng ta vẫn chưa nhận ra sức sóng thiêng liêng đến từ chính Chúa Giêsu phục sinh qua mình thánh của người. Hay chúng ta vẫn chưa thật sự cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn mỗi người chúng ta khi anh chị em chúng ta rước mình thánh Chúa. Như thế Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy bước thêm một bước nữa Vượt trên cái biết của trí hiểu Là bước vào quỹ đạo của niềm tin Nhận ra chính Thiên Chúa đã ban bánh bởi trời Chính Chúa là bánh ban sự sống Chúng ta hãy đón rước mình Thánh Chúa Với xác tính rằng Tâm bánh Thánh Thể Chúa Chính là của nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng Mỗi người anh chị em chúng ta ông bà và anh chị em rất thân mến, tâm ban ban sự sống mà Chúa ban tặng vẫn âm thầm chờ đợi ta nơi nhà tạm nhỏ bé, nơi hy lệ mỗi ngày trong thánh lễ. Phần chúng ta, chúng ta có thật sự khát khao kiếm tìm và đón rước Chúa mỗi ngày không? Và rồi khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta có đủ niềm tin và xác tín để đón rước Chúa? để ở lại trong Chúa, để Chúa cũng ở lại trong mỗi người anh chị em chúng ta. Và rồi chính Chúa sẽ nuôi dưỡng và chúng ta đáng được lãnh nhận sự sống đời đời không? Xin cho mọi người anh chị em chúng ta luôn biết dọn mình để sẵn sàng đón trước mình máu thánh Chúa và siêng năng đến với Ngài qua các thánh lễ hàng ngày. AMEN